Anh ấy đúng gu tớ luôn. Nè, anh ấy chăm tập tành lắm, lại còn vui tính, thông minh, còn dễ thương nữa. Ủa, ai đây trời? Mong là chị của anh ấy. Chị này xinh quá, tóc thật bồng bềnh và dài. Cậu sao thế? Nhìn chị này đi, sao tớ độ nổi chứ? Tóc tớ ngắn cũn. Chúng mình phải làm gì đó. Mà này, tớ có cách này hay lắm. Ngồi yên đấy. Tháo dây ra nè. Chờ xíu thôi. Nếu tớ ngửa ra, ta-da. Tuyệt, tóc cậu vào miệng tớ đây này. Chụp ảnh màu tóc mới của cậu đi kìa. Trông hợp ghê á. Thích quá, tớ sẽ đăng lên. Thích là được rồi, mong là hiệu quả. Anh ấy like rồi này. Biết ngay anh ấy sẽ mê mà. Nhưng tóc tớ vẫn ngắn cũn. Lại sao nữa? chín mươi chín một trăm. Không, mái tóc bồng bềnh ánh vàng của tôi rụng tóc rồi. Không, tóc dài đẹp thật đấy, trông sang chảnh ghê. Mình nên quay quảng cáo dầu gội mới phải. Khoan đã, có gì đấy xe sai? Mình hói rồi. Mình sẽ không bao giờ chải tóc nữa. Cậu ấy bị sao vậy? Tóc mình thật mềm mại. Có phải chỉ là tóc thôi mà? Chả sao, càng đỡ tốn dầu gội đầu. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Quái vật tóc đang bừng tỉnh. Làm ơn đừng hại tôi. Này, trật tự đi. Quái vật tóc đấy sao? Đừng lo, tớ đã có vũ khí. Xin lỗi, tôi không định hại ai cả. Lùi lại, đừng mà. Chết nè. Phù, sao không đấy? Không, cảm ơn cậu. Con quái vật đó trông y hệt. Thôi, tớ lượn đây, bye. Wow. Sáng hôm nay trời đẹp thật. Giờ chải mái tóc bồng bềnh này nào. Xin chào ngài lược. Đến giờ làm việc rồi đó. Chưa gì đã xinh hơn hẳn rồi này. Mềm quá đi. Hả? Ôi không. À! Biến ra khỏi đây đi con nhện kia. Chết với chị nhá. Nó nhanh thật đấy. Mình bắt được nó chưa nhở? Trời, lại là một cuộn tóc nữa. Lúc nào chải tóc cũng vậy đấy. Để tóc dài đúng là khổ. Lâu lắm rồi mị chẳng được đi chơi. Nhưng mị vẫn biết mị xinh thế nào mà. Nhưng tóc này thì chưa cute lắm. Kéo thẳng ra có khi trông ok hơn đó. Bắt đầu từ gáy này. Chưa gì đã thấy đẹp hơn rồi này. Không nên kéo tóc quá lâu. Ước gì mình có thể gửi một món quà cho người phát minh ra thứ này nhỉ. Làm gì có dụng cụ nào có thể biến đổi kiểu tóc của bạn chỉ trong 5 phút như cái này. Giờ thì ai có mái tóc hoàn hảo. Ừ thì hơi hoàn hảo thôi. Cuối cùng cũng có ngày đi tập gym nè. Chụp tấm hình đăng Instagram đi. Chào các nàng. Đó là huấn luyện viên sao? Anh ấy đẹp trai dễ sợ á. Nhìn mái tóc kia là biết rồi. Bọn em sẵn sàng rồi ạ. Đặt tay lên hông. Chuẩn, cứ thế mà làm. Rất tốt. Giờ đến màn khởi động thật sự nào. Đẩy mông ra sau đi mọi người. Nhỏ này bị sao vậy? Tập nhiệt tình quá ha. Cậu ta liếc mắt đưa tình kìa. Tốt lắm. Giờ thì nâng đầu gối lên. Bụng mình đang nóng lên nè. Em có sao không vậy? Mà thôi, cứ tiếp tục đi. Dạ, vâng. Chúng ta khởi động xong rồi đó. Mình đổ mồ hôi à?
anh huấn luyện viên sẽ tưởng mình ở bẩn mất. Mình còn chẳng mang khăn nữa. Trời, thấm hết cả ra áo rồi này. Sophia chẳng đổ giọt mồ hôi nào luôn. Cái tóc dài thật đấy. Anh ấy không thể thấy chuyện này được. Mình phải từ từ chuồn ra ngoài thôi. Video này hài té ghê luôn. Trời ơi, tắm xong đã dễ sợ. Hơi ướt nhỉ. Nhìn tới này gái. Wow, khô rồi nè. Tôi cũng muốn thử nữa. Tóc tớ ướt quá chứ nè. Tại tóc tớ dài quá ấy. Tớ lại ngồi trong chỗ cậu vẩy nước nữa chứ. Ướt quá đi mất. Xin lỗi nhá. Cậu xài cái này đi. May mà máy sấy cũng hiệu quả phết. Thích ghê. Chà, tớ phải làm cái này đã. Vừa đánh răng vừa đợi cậu nè. Vài phút nữa là xong rồi. Mong là tụi mình không trễ xe buýt. Vẫn đang sấy đó hả? Nãy giờ tớ chả thấy khui gì luôn á trời. Sắp xong chưa Kylie? Đương nhiên là chưa rồi. Tóc dài khô lâu hơn tóc ngắn một tí mà. Rồi, thì nhiều tí. Một ngày mới rồi, một kiểu tóc hay ho mới tanh nè. Hôm nay tóc mình đỉnh thực sự luôn ý. Xin chào dây buộc tóc. Chắc hôm nay mình lại xõa tóc rồi. Hôm nay mình muốn của đôi ngựa nè. Xõa tóc và thẳng thớm thôi. Bím tóc là đỉnh của chóp nha cả nhà. Chà, ngày mới nhưng tóc cũ nhé. Búi tóc lên mát mẻ ghê à. Thôi, kiểu này là ổn áp nhất rồi còn gì. Kylie làm được nhiều kiểu tóc quá nhỉ. Tóc ngắn thì hơi khó một tẹo ý. Nhìn nhí nhảnh chưa kìa mọi người. Ước gì mình làm được kiểu nào vui vui thế nhỉ. Hả? Hôm nay mình có hẹn với Joey nè. Nhưng mà nhìn mình chán quá. Cơ mà xài tí gom xịt tóc thì sẽ đỉnh lắm đây. Chỉ cần cái chai này là tạo kiểu được rồi. Chưa gì đã thấy tóc dày hơn rồi. Tóc ngắn cũng ổn chán nhỉ. Úi dồi, gió to như sắp có bão thế nhỉ. Chà, nhìn thấy gì? Cậu tới làm tới vui quá Julie. Hẹn hò thế này vui nhỉ. Mọi người có nghĩ cậu ấy thích tóc tớ không? Tớ đi đêm một tí nhé. Sao vậy ta? Tại hơi thở của mình à?